Xin chào tất cả các em. Ở video giảng hôm nay, cô và các em chúng ta sẽ đi vào phần bài tập ở trong ôn tập chương 3 chương trình học lớp 7. Bài 63. Cho tam giác ABC. Tam giác ABC với điều kiện ở đây là AB lớn hơn cạnh AC. Trên tuyệt đối của tia BC lấy điểm D sao cho BD bằng AB. Trên tuyệt đối CB lấy điểm E sao cho CE bằng AC. Vẽ các đoạn thẳng AD và AE. Hãy so sánh góc ADC và góc AEB. So sánh đoạn AD và AE. Vậy chúng ta sẽ cùng vẽ hình và làm bài tập 63 như sau. Trước tiên, các em vẽ cho cô một cái tam giác ABC có cạnh AB lớn hơn cạnh AC. AB này lớn hơn cạnh AC này. Trên tia đối của tia BC, tức là phía bên này, các em lấy một điểm E sao cho CE. Trên tuyệt đối của tia BC là bên này, lấy điểm D sao cho BD thì bằng AB. BD bằng AB. Cô dùng con pa. Đoạn này như này. Như vậy đây sẽ là D. Hai cái đoạn này bằng nhau. Trên tia đối của tia CB, tức là phía bên này, đây là CB, đối phía bên này. Thì mình lấy điểm E ra cho CE bằng CA. Em cần nối cái đoạn AD với AE với nhau. A về D và A về E. So sánh góc ADC. ADC tức là chúng ta cần so sánh cái góc này với số đo góc AEB là góc này. Đấy, so sánh 22 góc này như nào. Đầu tiên các em xét cho cô tam giác ACE. Cái tam giác này có CA bằng CE, suy ra tam giác này là tam giác cân. Xét cái tam giác ACE có CA bằng CE theo giả thiết. Suy ra tam giác ACE cân vệ C. Cân tại C mà cái góc AA ACB này, góc ACB này là gì? Là góc ngoài. Góc ngoài của tam giác là ACE. Đây này, ACB này là góc ngoài của tam giác ACE. Như vậy góc ngoài thì tổng bằng tổng hai góc trong không kề với nó, tức là bằng góc A này cộng với góc E. Đúng không ạ? Góc ACB, góc ACB này thì lại bằng góc CAE. Cái tam giác này là tam giác cân tại C thì em suy ra thêm cho cô một hai cái nữa nhé. Tức là góc CAE thì sẽ bằng CEA. Đấy, tam giác cân thì em sẽ suy ra hai góc bằng nhau như vậy.
Chỉ góc ACB là góc ngoài thì nó sẽ bằng tổng hai góc trong, tức là bằng góc CAE cộng với CEA. Đây là góc ngoài. Góc ngoài của tam giác ACE. ACB là góc ngoài của tam giác ACE thì nó bằng tổng hai góc trong kề với nó. Mà hai cái góc này lại bằng nhau. Hai góc này bằng nhau nên là chúng ta sẽ có ACB. Thì các em thay cái góc ACE này bằng góc CEA. Như vậy hai cái góc này thì nó sẽ bằng hai lần góc CEA. Đấy, bởi vì hai góc này bằng nhau, như vậy cô có thể thay góc này bằng một lần góc này, như vậy nó sẽ bằng hai lần CEA. Tiếp theo. Nhưng mình tương tự, ta có tam giác ABD cân tại B. Xét tiếp. Cái tam giác ABD có BA bằng BD. Theo giả thiết thì các em sẽ suy ra được tam giác ABD cân tại B. Cân tại B thì em lại suy ra góc BAD thì nó lại bằng góc ADB. BAD này thì lại bằng góc ADB. Cái góc ABC, cái góc này nó là góc ngoài của tam giác ABD. Góc ngoài thì nó bằng tổng hai góc trong mà kể về nó, tức là bằng góc A này cộng với góc D. Đúng không ạ? Có góc ABC thì lại bằng góc BD BAD cộng với lại góc là ADB. Bởi vì là đây nó là góc ngoài của tam giác ABD. Hai cái góc này, đây góc BAD này và góc ADB, hai góc này lại bằng nhau, chúng ta chứng minh ở phía bên trên. Như vậy hai góc này cộng với nhau thì cô có thể thay nó bằng hai lần góc ADB. Đây, tổng hai góc này thì nó bằng hai lần ADB. Vì hai cái này bằng nhau nên cô có thể thay là cái góc này bằng một lần góc ADB cộng thêm một lần ADB nữa bằng 2, đúng không ạ? Suy ra góc ABC sẽ bằng 2 lần góc ADB. Từ đây, để các em suy ra cho cô nhé. Để các em suy ra. Như vậy thì muốn tìm góc CEA hoặc là AEC cũng được. AEC hoặc là CEA thì cũng là góc này. Như vậy chúng ta sẽ có là góc AEC này. Thì nó chính bằng góc ACB chia cho 2. Đây, các em sẽ có là ADB thì bằng góc ABC chia cho 2. Mặt khác, kem xét trong cái tam giác là tam giác ABC này. Trong tam giác ABC thì lại có cạnh AB lớn hơn cạnh AC theo giả thiết. AB lớn hơn thì góc đối nó sẽ lớn hơn, tức là góc ACB. Góc ACB nó sẽ lớn hơn góc ABC. Xét tiếp trong tam giác ABC. Xét cái tam giác ABC thì lại có cạnh AB lớn hơn cạnh AC. AB lớn hơn cạnh AC thì góc đối diện với cạnh AB này là góc ACB. Nó sẽ lớn hơn là góc ABC. ACB, cô đặt đây là 1, đây là 2, và biểu thức này là biểu thức 3. ACB này thì lớn hơn ABC. Như vậy ACB chia 2 cũng lớn hơn ABC chia 2. Như thế thì chúng ta sẽ suy ra được góc AEC nó sẽ lớn hơn góc ADB.
1, 2 và 3. Đến đây bạn nào cần thì có thể dừng video giảng của cô ở đây một chút nhé. Từ 1, 2 và 3 thì em sẽ suy ra được là góc AEC sẽ lớn hơn góc ADB. Mà góc AEC, nhìn vào hình chúng ta, góc AEC thì nó cũng chính là góc nào? Nó cũng chính là góc AEB, đúng không ạ? AEC thì cũng là AEB. Như vậy AEB nó sẽ lớn hơn là góc góc A. ADB thì cũng chính là ADC. Như vậy thì góc AEB này nó sẽ lớn hơn AEC. Được chưa? Vậy góc AEB sẽ lớn hơn góc ADC. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong được ý A. Bây giờ cô và các em sẽ cùng sang ý B như sau. Sang ý B, so sánh AD và AE. AD và AE. Hệ theo cô B, sang cô B. Ta có cái góc AEB lớn hơn góc ADC. Thì cái này tương ứng với cái gì? AEB các em nhìn này. AEB thì cũng chính là AED, đúng không ạ? ADC thì cũng chính là ADE. Như vậy góc AED tương ứng với lại là AED. Cái góc này này cũng chính bằng AED. Còn ADC thì cũng chính bằng ADE. Như vậy nó lớn hơn ADE. Kem xét trong tam giác ADE. Xét tam giác ADE có góc AED lớn hơn ADE. Như vậy đối diện với góc E, đối diện với góc E sẽ là cạnh AD. Đối diện với góc lớn hơn sẽ là cạnh lớn hơn. Như vậy suy ra cạnh AD nó sẽ lớn hơn cạnh AE. Cái này thì đối diện, đây chính là đối diện với cạnh AD này, đây đối diện với cạnh AE này. Như vậy AD sẽ lớn hơn AE. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập đầu tiên, đó là bài tập số 63. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng sang bài tập số 64. Bạn nào cần thì có thể dừng video nhạc của cô đấy một chút nhé. Ta có bài tập số 64 như sau. Gọi MH là đường cao của cái tam giác MNP. Chứng minh rằng nếu MN nhỏ hơn MP thì HN nhỏ hơn HP. Đấy là trường hợp thứ nhất. Và trường hợp thứ hai ta cần chứng minh là góc NMH nhỏ hơn PMH. Cái chứng minh góc này thì phải chứng minh trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là N là góc nhọn và trường hợp thứ hai là N là những góc tù. Ta có bài tập 64. Trường hợp thứ nhất là cái góc nhọn đi. Các em vẽ cho cô tam giác MNP là tam giác nhọn. N là góc nhọn và góc N góc tù. Trường hợp này N góc nhọn. Các em vẽ cho cô MH là đường cao. Như vậy thì ta có này,
MH là đường cao của tam giác MNP. Suy ra H chỉ là hình chiếu của M, đúng không ạ? Trên cái đường thẳng NP. MH là đường cao. Của cái tam giác MNP. Tam giác MNP có MH là đường cao. Đường cao thì các em sẽ suy ra được H chính là hình chiếu của M trên NP. Vậy chúng ta sẽ suy ra được MH chính là hình chiếu của đường xiên NM, MN này. HN chính là cái hình chiếu của đường xiên NM. Còn HP là hình chiếu của đường xiên MP. Theo đề bài thì ta lại có là gì? MN nhỏ hơn MP. MN nhỏ hơn MP. Cố vẽ dài ra một chút nha. MN nhỏ hơn MP đúng không? P nó nằm ở vị trí này. Mà theo bài ra thì ta có là MN nhỏ hơn MP. Nếu cái đường xiên lớn hơn thì hình chiếu nó sẽ lớn hơn, đúng không? Như vậy đường xiên của MN chính là NH. HN. Như vậy đây là đường xiên ứng với HN, MN thì ứng với HN, như vậy HN nó sẽ nó nhỏ hơn HP. Đường xiên lớn hơn thì hình chiếu nó sẽ lớn hơn, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta đã vừa chứng minh xong được cái ý thứ nhất. Ý thứ hai là chúng ta cần so sánh là cái góc gì? Góc NMH. NMH là góc này. Với lại là góc PMH. Đây, so sánh hai góc này với nhau. NMH và PMH. Vậy so sánh, để so sánh hai cái góc này thì chúng ta sẽ có như sau. Các em xét cho cô cái tam giác là MNP, MNH đi. Đây, xét cái tam giác MNH này. Có góc H này đã bằng 90 độ rồi, có góc H1. Xét cái tam giác MNH.
có góc H1 H1 bằng 90 độ. H1 là góc này. Như vậy một góc bằng 90 độ, như vậy tổng hai góc còn lại sẽ bằng 90 độ, đúng chưa? Như thế thì các em sẽ suy ra được là góc NMH NMH cộng với MNH một góc đã bằng 90 độ rồi thì tổng hai góc còn lại cũng sẽ bằng 90 độ, vì tổng ba góc là bằng 180 mà, đúng không? Có một góc bằng 90, như vậy hai góc còn lại sẽ bằng 90. Tương tự các em xét cho cô là tam giác MPH cũng vậy. Cái tam giác này thì có góc H2 này bằng 90 độ này. Em nhìn thấy cái góc H2 này đã bằng 90 độ đúng không ạ? Tổng ba góc tam giác thì bằng 180, như vậy hai góc còn lại sẽ bằng tổng hai góc còn lại bằng 180. Như vậy góc BMH này cộng với góc HPM. Từ đây sẽ suy ra là góc PMH cộng với lại góc HPM bằng 90 độ. Cô đặt cái này là 2. Đến đây bạn nào cần thì có thể dừng video của cô lại một chút nhé. Đấy, bạn nào cần thì có thể dừng bài giảng lại một chút. Vậy từ 1 và 2 chúng ta sẽ có như sau. Kim sẽ suy ra được là góc NMH cộng với góc MNH thì bằng góc PMH cộng với góc HPM, vì cùng bằng 90 độ. Mà theo giả thiết thì ta có MN nhỏ hơn MP. MN nhỏ hơn MP thì em nhìn này, MN này nhỏ hơn MP thì cái góc này nó sẽ lớn hơn góc N này, nó sẽ lớn hơn góc P bên này, đúng không ạ? Đây, cái góc này đối diện với MP, đối diện với cạnh lớn hơn sẽ là góc lớn hơn, như vậy góc N lớn hơn góc P, góc N lớn hơn góc P thì chúng ta sẽ có cái góc N này chính là bằng góc MNH. Đây chính là góc MNH này. Đây, suy ra góc MNH này sẽ lớn hơn, hoặc là chúng ta viết theo đúng thứ tự đi nhá. Đây chúng ta sẽ viết nhỏ hơn đi. Đối diện với cạnh MN thì sẽ là góc P này. Góc P này thì chính là góc gì? À, HPM. Đây, góc P này chính là HPM. Như vậy góc HPM này sẽ nhỏ hơn MP, đối diện với MP là cái góc N. Cái góc N này chính là góc MNH. Tổng hai cặp này nó bằng nhau. Mà góc MNH là góc này này. Cái góc này nó lại lớn hơn so với góc này. Bên này này đang lớn hơn so với bên này. Muốn tổng nó bằng nhau thì cái góc này nó phải nhỏ hơn góc này, đúng không? Em suy ra là NMH nó phải nhỏ hơn góc PMH. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được cái trường hợp A, là trường hợp này là cái góc N của chúng ta là góc nhọn. Tiếp theo chúng ta phải vẽ hình để chứng minh cái trường hợp B, góc N là góc tù để chúng ta làm. Đến đây rồi, bạn nào cần thì hãy dừng video của cô lại một chút này để chúng ta làm cái trường hợp N tù nhé.
Trường hợp 2 đó là góc N là góc trù. Các em vẽ cho cô cái tam giác MNP là cái tam giác trù. Có MN nhỏ hơn MP. Đây góc N này là góc trù. Hạ đường vuông góc MH. Vậy khi góc MNH là góc trù. Góc này là góc trù thì dựa vào hình vẽ thì ta sẽ thấy là MN nó sẽ nằm giữa hai tia là MH và MP. Đúng không ạ? Ta có này. MN nó nằm giữa hai tia, đó là tia MH và tia MP. NMH như vậy, cái tia nằm giữa MN nó nằm giữa MH và NP thì chúng ta sẽ suy ra được là góc cái góc NMH NMH tia nằm giữa này thì cái góc này nó sẽ nhỏ hơn cái góc ngoài này, đúng không ạ? Nó sẽ nhỏ hơn góc PMH. Đây là điều chúng ta cần phải chứng minh. Cái này thì chúng ta chỉ dựa vào hình để chúng ta đưa ra cái phần kết luận như này thôi. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được hai bài tập, là bài tập số 63 và bài tập số 64. Đến đây bạn nào cần thì hãy xem kỹ lại một lần nữa và làm tiếp cho cô các cái bài tập còn lại nhé. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn cho các em nốt các tập còn lại. Cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video giảng của cô và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.